Cơ sở đan lưới của ông Phạm Vĩnh Thành là cơ sở sản xuất có quy mô lớn tại làng Hạ Bì, xã Ít Kiêu, huyện Gia Lộc. Trước đây, dân làng thường đan lưới theo hình thức thủ công. Giờ đây, nguyên liệu được sản xuất bằng máy móc hiện đại, giúp người thợ rút ngắn thời gian và tiết kiệm chi phí. Duy trì nghề làm lưới không chỉ đem lại thu nhập mà còn là cách để giữ nghề truyền thống của ông cha. Nghề này là nghề gia truyền của Đức Thánh Ít Kiêu từ trước đến giờ. Bây giờ là chúng tôi cũng cứ say mê về cái nghề này vì già rồi vẫn còn làm được. Làm nghề nghiệp nối dõi các cụ người trước. Nghề trả lưới của cái quê mình ấy, bao lâu đã đời này rồi, là cái nghề gia truyền. Mình cố gắng sao giữ được cái nghề. Thứ nhất là cái bản sắc dân tộc, bản sắc quê hương. Cái hai là tạo công việc làm cho bà con ở đây. Là lương cũng bà con được 6,5-7 triệu một tháng. Ngoài nghề đan lưới, thu nhập của người dân làng Hạ Bì còn đến từ nghề quăng chài, đánh bắt cá trên sông Vĩnh Đào, con sông gắn liền với tuổi thơ của danh tướng Ít Kiêu. Cái nghề này là đến đời chúng tôi cũng là 7-8 đời Đức Thánh Ít Kiêu để lại cho chúng tôi về cái nghề nghiệp đó. Vì có chài lưới, vì có sông nước mới gọi là có sống được đến những cái ngày hôm nay của dân ấp Hạ Bì và tất cả một số gia đình khác. Với lịch sử phát triển lâu đời, người dân nghề chài lưới tại huyện Gia Lộc mong muốn trở thành làng nghề truyền thống. Nghề đan chài lưới, nghề đó có từ truyền thống rất là lâu đời. Chúng tôi là tạo điều kiện hỗ trợ cho ngành nghề đan chài lưới được phát triển và trong thời gian tới sẽ tìm mọi cơ chế thích hợp và tạo điều kiện cho nghề chài lưới được đăng ký là làng nghề và có một điều kiện để phát triển tốt hơn. Từ thế kỷ 13, dân làng Hạ Bì theo nghề chài lưới đã đi khắp nơi và hình thành 9 làng chài rải rác dọc sông Vĩnh Đào. Hàng năm, cứ tháng 1 và tháng 8 âm lịch, người dân ở các làng chài lại tụ hội tại đền Quát để tưởng nhớ công lao của danh tướng Ít Kiêu, cầu mong mùa cá bội thu, cuộc sống đủ đầy.